Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Vip. Hôm nay em về một được một chiếc máy của hãng Panasonic. Chiếc máy này là model là TK-HDS90. Chiếc máy này hàng đấu giá từ Nhật Bản về, đi hàng bay về chị nhé. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Model này thì sở hữu thông số kỹ thuật là 7 tấm điện cực, độ pH từ 3.0 cho đến 10.0 à đến 10.5. Màn hình đổi màu theo từng loại độ pH. Có phím nhấn rất là dễ dàng và con máy này nó hiển thị chỉ số ORP nhé. Chỉ số ORP tức là chỉ số chống oxy hóa. Chiếc máy này thì bên ngoài được phủ lớp nano, bên mặt ở bên trước nó sẽ là bằng kim loại nên là khá là bền. Dây dẫn thì chị nhìn thấy nó còn mới keng luôn. Đấy, trên tất cả bề mặt của nó chị nhìn thấy nhá, đẹp xuất sắc luôn. Sản xuất năm 2015 chị nhé. Năm sản xuất của máy dùng kiềm thì đa số nó sẽ ở trên dây hết. Đây là mặt sau của máy này và đây là phần thông số của máy này, Panasonic này, điện 100V, dòng nó 3.5A. Phần hông bên tay phải, nói chung là hàng đẹp xuất sắc nhá, gần như là không có vết chảy xước nào đáng chú ý. Đương nhiên nó sẽ có chảy xước nhỏ nhưng mà mình không có đáng chú ý gì nhá. Đấy, nhìn thấy xung quanh này. Đẹp leng keng luôn. Chiếc máy này sở hữu lõi lọc của nó thì sở hữu lõi lọc 12.000 lít. Lõi lọc hiện tại của nó là TK-HDS90C1. Lõi lọc hãng Pana thì rất nhiều model này nhé, rất nhiều các model hay một lõi lọc khác nhau. Đây là đường dẫn, dây dẫn cấp và hai dây thải, một dây điện nguồn. Đẹp leng keng luôn nhé, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới luôn. Chiếc máy này nếu đây là hiện tại nó đang ở chế độ vệ sinh tự động vệ sinh điện cực này. Nó sẽ đếm lồi khoảng mười mấy giây. Đó, đây là lỗ trung tính màu xanh nhé. Lõi lọc chiếc máy này còn 7.575 lít, anh chị có thể dùng hết, sau đó mình thay nó lọc cũng được. Chiếc máy này em đang bán ra giá thị trường khoảng tầm 26 đến 27 triệu, là đầy đủ tất cả phụ kiện lắp đặt và lõi lọc mới luôn. Bảo hành 1 năm và trong 3 tháng đầu tiên chị được đổi trả một chiếc máy khác nếu sản phẩm có lỗi. Hiện tại em sẽ giảm giá cho anh chị là còn 24 triệu full tất cả phụ kiện và lõi lọc mới chị nhé. Xin cảm ơn chị, xin chào tạm biệt.